Xin kính chào quý vị khán giả. Ngọc Ninh rất hân hạnh được đồng hành và gửi đến quý vị những thông tin cập nhật đang nhận được sự quan tâm của quý vị. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Theo thông tin từ Vietnamnet, sau vụ tấn công tại Đắk Lắk gây phẫn nộ dư luận vừa qua, bà Tâm, 56 tuổi, nhà ngay góc ngã ba Việt Đức 2, xã Ea Cơ Tu, huyện Cư Quyên đến giờ vẫn còn run khi kể lại khoảnh khắc thấy nhóm người nguy hiểm ra tay sát hại ông Nguyễn Văn Dũng, chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Ea Tiêu vào rạng sáng 11 tháng 6. Sau nhiều ngày xảy ra vụ việc nghiêm trọng tại hai xã Ea Tiêu và Ea Cơ Tu của huyện Cư Quyên, bà Tâm cùng chồng vẫn đóng cửa trong nhà bởi vẫn còn ám ảnh những chuyện xảy ra trước mắt. Bà Tâm kể lúc đó hơn 1 giờ sáng, nghe tiếng nổ lớn như tiếng súng, vợ chồng tôi choàng tỉnh giấc. Chưa hết hoảng sợ, đến tiếng nổ thứ hai, vợ chồng tôi mới chạy lên trước nhà xem chuyện gì xảy ra. Qua lớp cửa kính, vợ chồng tôi thấy nhóm người vây quanh một chiếc ô tô cách ngã ba Việt Đức chừng 30 mét. Đèn ô tô vẫn sáng, đèn đường hắt vào, tôi thấy rõ nhóm người mặc đồ rằn ri, cầm súng, dao, búa. Ở chỗ để lái, có một người đàn ông nằm gục, nửa thân người lê dưới đất. Chứng kiến cảnh tượng ấy, vợ chồng tôi run bần bật. Nghĩ là có vụ đánh nhau, bà Tâm gọi điện thoại cho em gái, nhờ báo trưởng thôn gọi công an đến xử lý. Phải gần 10 phút sau, nhóm cả chục người kéo đi, nhưng chúng tôi vẫn không dám ra khỏi nhà, xem người nằm gục trên xe có bị gì không. Gần nửa tiếng sau thấy im ắng, chúng tôi mới dám mở cửa ra. Hàng xóm xung quanh cũng vậy, không ai dám đến gần, bà Tâm thuật lại. Khi lực lượng chức năng đến khám nghiệm hiện trường và mãi đến sáng, bà Tâm cùng hàng xóm mới biết chuyện vừa xảy ra. Đó là lúc nhóm người nguy hiểm tấn công trụ sở Ủy ban nhân dân hai xã và người trong ô tô bị sát hại chính là chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Ea Tiêu, Nguyễn Văn Dũng. Lúc đó vợ chồng tôi mở cửa ra ngoài cũng khó mà toàn mạng. Nhóm người đó hung hãn vô cùng, cả đời tôi chưa bao giờ chứng kiến cảnh tàn khốc đến vậy. Nhiều ngày trôi qua, cả nhà tôi vẫn chưa hoàn hồn ám ảnh, không ai dám ra khỏi nhà, bà Tâm kể với giọng run run. Bà Hằng, 45 tuổi, chủ quán cà phê cách ngã ba Việt Đức 2 chừng 50 mét, cũng tận mắt chứng kiến cảnh nhóm người trang bị vũ trang hung hãn thế nào. Nghe loạt tiếng nổ súng và ồn ào, tôi đứng ở trong nhà nhìn ra thì thấy một nhóm người đi rầm rập, miệng la lối. Nhìn thấy hình dáng trang phục của họ, tôi đã hình dung chuyện gì xảy ra. Lúc đó tôi run sợ, chỉ biết đứng trong quán nhìn sang, không dám phát ra tiếng động. Bà Hằng kể lại, phải đến khi trời gần sáng, khi bình tĩnh, bà ra khỏi nhà thì mới hay chủ tịch xã Ea Tiêu bị sát hại trong ô tô ngay ngã ba gần đó. Cũng theo Vietnamnet, đến sáng 16 tháng 6, bà Danh, 51 tuổi, chủ tiệm điện Đức Bảo ở xã Ea Tiêu vẫn còn lộ vẻ hoang mang khi biết tin mình từng đối diện với kẻ nguy hiểm. Người bà Danh giáp mặt nói chuyện vào chiều 11 tháng 6 được xác định là Y Thi Nghê, đối tượng bị bắt giữ trong chiều 11 tháng 6, và hình ảnh của đối tượng này sau đó lan truyền trên nhiều trang mạng xã hội. Bà Danh kể lúc đó khoảng 5 giờ chiều, vợ chồng bà đang ở tiệm thì một thanh niên đi chân trần, mặc quần rằn ri áo thun đỏ bóng đá đi vào phía trước. Giờ ngày thông tin lan truyền từ sáng, nhìn thấy bộ dạng của người thanh niên này, vợ chồng bà Danh đã sinh nghi. Ban đầu, người thanh niên có hỏi mượn cục sạc điện thoại, vợ chồng tôi đã nghi nên nói không có. Gã thanh niên đưa cái điện thoại trong túi ra, nói là muốn bán. Tôi không nhìn là điện thoại gì, nhưng nói là không mua. Lúc này gã thanh niên lớn tiếng nói xin 20.000 đổ xăng. Tôi thấy dáng vẻ không bình thường, khi người này đi bộ ôm chai nước suối rỗng bên người, nên nói là con trai ôm tiền đi hết rồi, dùng ý muốn đuổi người này đi nơi khác. Anh ta sau đó lững thững đi bộ xuống phía chợ 19 tháng 8, bà Danh kể. Chừng gần 1 giờ sau, vợ chồng bà Danh nghe dân làng xung quanh chạy lên báo là người thanh niên dáng vẻ khả nghi đó bị bắt giữ vì tham gia vụ tấn công vào trụ sở Ủy ban nhân dân hai xã. Từ thông tin báo chí đăng tải ngày hôm qua, bà mới biết người đó là Y Thi Nghê. Thông tin từ Thông tấn xã Việt Nam, xã Cư Pơn, huyện Krông Búc, tỉnh Đắk Lắk, nơi có những đối tượng tham gia nhóm tấn công vào trụ sở Ủy ban nhân dân hai xã Cư Quyên, vừa mới bị bắt hoặc ra đầu thú. Chị HNA, sinh năm 1993, tại buôn Ea Clot, là vợ của đối tượng Y Phèo Nia, sinh năm 1973, ra đầu thú ngày 13 tháng 6, cho biết qua phương tiện thông tin đại chúng, chị nhận điện được chồng mình có tham gia vào nhóm đối tượng gây ra vụ việc. Đây là cú sốc lớn đối với gia đình và người thân. Đến ngày 12 tháng 6, Y Phèo Nia đã về nhà và quyết định ra đầu thú với mong muốn nhận được sự khoan hồng của pháp luật. Theo lời kể của chị HNA, về đến nhà, Y Phèo Nia trong trạng thái hoảng sợ,
và cho biết khi bị dụ dỗ lôi kéo tham gia nhóm tấn công, nhận thấy việc làm sai trái, nhưng nhóm đối tượng đe dọa sẽ giết cả gia đình nếu bỏ về. Cũng trong hoàn cảnh tương tự, chị HEA, sinh năm 1974, buôn Ea Clóc, xã Cư Pơn, suy sụp hoàn toàn khi nghe tin chồng mình là Y Đoan Ayun, sinh năm 1973, có tham gia vào nhóm đối tượng trong vụ tấn công tại huyện Cư Quyên. Theo chị HEA, trước đó, chị chỉ biết chồng đi làm. Đến khi thấy hình ảnh của chồng lan truyền trên mạng xã hội, mọi người trong nhà rất đau đớn. Đến sáng 12 tháng 6, chị Y Đoan Ayun về nhà, cả gia đình chỉ biết ôm nhau khóc. Theo lời kể của đối tượng với gia đình, khi theo nhóm này mới bị biết lừa dối để đi đánh nhau, tấn công trụ sở và bị đe dọa nếu không làm theo sẽ giết cả gia đình nên rất sợ. Sau khi sự việc xảy ra, Y Đoan Ayun rất hối hận và quyết định ra đầu thú, mong nhận được sự khoan hồng của đảng, nhà nước để được trở về với gia đình. Chị HLA, cháu ruột của đối tượng cho biết, trong cuộc sống đời thường, cậu rất chăm chỉ làm ăn. Do đó, khi xảy ra sự việc, cả gia đình rất sốc và đau đớn. Chị mong buôn làng luôn yên bình, mọi người chăm chỉ làm ăn, yêu thương nhau. Ở trong buôn trong xã, ai đang lạc lối giống như cậu của chị, hãy ra đầu thú để được nhận sự khoan hồng của pháp luật. Ông Y Lợi Nhiê, bí thư chi bộ buôn Ea Clóc, xã Cư Pơn cho biết, sau khi nắm bắt thông tin có người trong buôn tham gia nhóm đối tượng tấn công tại huyện Cư Quyên, chính quyền các đoàn thể đã vận động tuyên truyền gia đình, người thân để đối tượng trình diện và đầu thú. Với mong muốn nhận được sự khoan hồng của pháp luật, buôn làng sẵn sàng đón nhận người làm lỗi trở về để hòa nhập, làm lại cuộc đời. Bí thư đảng ủy xã Cư Pơn, Nhất Cà Pa cho hay, vụ tấn công trụ sở xã tại huyện Cư Quyên trên địa bàn có những đối tượng liên quan. Qua nắm bắt tình hình cho thấy, những người ở địa phương được hứa hẹn cho của cải vật chất, chứ không biết đi theo để làm gì. Vụ việc lần này là bài học sâu sắc. Trong thời gian tới, chính quyền địa phương sẽ tăng cường tuyên truyền vận động người dân, nhất là lực lượng thanh niên cần nâng cao nhận thức. Không tin, không nghe, không theo kẻ xấu, dụ dỗ, lôi kéo, làm những việc trái với quy định pháp luật. Liên quan đến vụ việc, Bộ Công an yêu cầu và kêu gọi các đối tượng đang lẩn trốn sớm ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Bộ Công an đề nghị người dân tích cực tham gia tố giác tội phạm, cung cấp thông tin chính xác giúp lực lượng chức năng truy bắt đối tượng, hết sức cảnh giác trước các luận điệu xuyên tạc, thù địch, chủ động đảm bảo an toàn trong thời gian lực lượng chức năng tiếp tục truy bắt đối tượng lẩn trốn. Nhận thức hạn chế, bị kẻ xấu dụ dỗ, kích động hay bất cứ một lý do nào đi nữa, các đối tượng gây án cũng không thể ngụy biện cho hành vi của mình. Không những phải chịu sự trừng phạt nghiêm minh của pháp luật, các đối tượng đã tự tay bắn viên đạn, xé toang hạnh phúc gia đình, để lại nỗi đau cho người thân, buôn làng. Liên quan đến vụ dùng súng tấn công trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Ea Tiêu và xã Ea Cơ Tu, trong đó có khu vực làm việc của công an xã. Huyện Cư Quyên, tỉnh Đắk Lắk, sáng 15 tháng 6, ông Võ Tấn Huy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Cư Quyên cho biết, huyện đã chỉ đạo hai xã khẩn trương khắc phục hậu quả, ổn định đời sống nhân dân, thông tin từ Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ. Theo đó, huyện Cư Quyên thành lập ban chỉ đạo do đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện làm trưởng ban xuống địa bàn chỉ đạo trực tiếp các đơn vị khắc phục hậu quả. Trên cơ sở thống kê lại các thiệt hại, huyện sẽ có văn bản báo cáo Sở Tài chính để có phương thức nhanh, thuận lợi nhất, đảm bảo cung cấp trang thiết bị cho các cơ quan đơn vị làm việc đến thời điểm hiện tại. Trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Ea Tiêu cơ bản hoàn thành, trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Ea Cơ Tu đang tiếp tục khắc phục, các đơn vị thi công đã khẩn trương triển khai sửa sang sơn sửa. Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Cư Quyên, mọi công việc tại Ủy ban Nhân dân hai xã vẫn đang hoạt động bình thường, những bộ phận bị phá hoại đang tiếp tục sửa chữa, bộ phận không bị hư hại tiếp tục sử dụng hoặc chuyển qua địa điểm khác để làm việc bình thường. Các nhu cầu của nhân dân trong giải quyết các thủ tục hành chính tại các xã đều được thực hiện. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Cư Quyên thông tin thêm, để điều hành công việc, huyện có chủ trương giao quyền Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Ea Tiêu cho đồng chí Hồ Viết Hùng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân xã Ea Tiêu, do Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Ea Tiêu Nguyễn Văn Dũng đã hy sinh. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Và đừng quên chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin bổ ích với tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.